Dạ, hay là điêu hồng sóc? Nhiều thả nhiều. Nó muốn ốc một cái mà à, nó thả kẹp, không thả kẹp thì cũng đứt luôn. Anh tuột tay văng cái cần ra luôn. Chết mày với 1 tỷ. Pha này là hết phản nha. Khuy sóc, khuy sóc. Con này bự ra à. Thấy nó chạy giận nước. Bữa cái lo cần đủ má chở dựng cái chòi đó. Trời đủ mát rồi, rồi qua. Ừ qua. Mê nó nghe tiếng người đông nó vậy. Qua bây giờ thấy đủ mát chạy ngơi ngơi chạy muốn dốc cao luôn. Dở lên cái chòi đi mẹ. À? Cá gì cũng có, đã nói rồi mà. Trừ cá chim không có thôi. Má đóng vô cái phố. Tẩn gì đó nãy đủ nhúc cái dãy chập á vô chị vô luôn. Em ngồi đây á chị đâu không thấy. Ừ. Vậy cỏ này nó cái tấm nó chặt cần phải khí á không đủ có bảo hiểm không xài anh muốn chịu bệnh mà anh muốn bị e mà anh ép nó chết luôn mà tao biết nó sẽ lên trên này nè. Ừ. Nó sẽ lên trên này. Tí sợ kéo về dưới. Vậy cứ bỏ cho chạy nó đi. Mày đi vô trong luôn. Thấy chưa? Quận lên rồi. Quận lên, giết con thiệt. Con này ghê vậy. Đừng có vô cục dèo, để vừa vừa thôi, dựng lại đi. Chà, chà. Thằng chịu chứ thằng gì. Cá thằng cứt rồi. Rồi kéo vô đi, đứng lại kéo đi. À, mẹ gì vậy? Đừng đi về đi, đừng cho vô cái vụ dèo đủ má. Không vô đó, nó chạy lên đó nè, nó không vô. Đâm vô sạp đó, lôi lại đi. Vô lại đi. Mày đi lên trên này nào, mày sao mà đứng đó mà kéo không vậy? Quýnh trục suối Tân mà trục 18 chấm lận. Rồi đâm ra. 28. Quánh chục 28 chấm. Rồi, cũng vốn ơi, về chó rồi nha. Có em dữ lắm à. Thấy chưa, tôi nói ông rồi. Ô má, thịt chó người biết biết cả rồi. Ô má, đang căng thẳng này kia dịch chó rồi, có chứ rồi. Mình đi lên trên này nè, thấy cho nó đi gần lại. Đó, bên dưới mày thả không, chạy ra đó. Nhà bên Sinh Tùng, Sinh Dễ Bắc ở đây khó có ba. Nhà nào Dễ Bắc? Ghê. Trên 63 con. 63 phải rồi. 63 chục 15 lắm. Ê chục 15 mét. Quýnh mò gì?
bên nội gì đó. Này đây cho, hai chiếc. Ai biết. Má chéo rồi, tôi đụ máu qua đò, cha đéo qua đò đâu. Rồi, bánh cái lỗ vũ rồi. Chép. Má giữ lên cho tụi nó. Chép. Nếu nó quặn đuôi vậy là có chép thấy nâu nâu mà. Má chép là phải thằng bảy. Đó. Còn nó kêu Đức lấy 5 chai nước kìa, thấy rồi. Ủ má định chùa ẻo con ra nữa nha ông rồi. Nè. Thấy mà bữa nay nó đứt nó, ngày mai nó xuống hồ tao đuổi nó về luôn. Đuổi thế nào? Đủ mẹ, đổi nón đàn anh phải rồi, đủ rồi. Đâu 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 quay cái nón của đàn anh coi. Fan cái đàn anh á, đừng giỡn. Đàn anh phía xin đủ má để cá tra ngay đó nó ra, đủ má đúng bài luôn. Không, cá này giống cá coi anh rồi, nhiều nhiều vậy quá. Thả vô vô cặp rồi kìa. Để bắt. Đủ mẹ cho nó quắn vô bay xuống bắt. Chục 2 chấm thẻ 18 chấm lo gì được. Ê. À. Tèo hả? À. Má vô thôi mười tới rồi. Con này sốc rồi. Anh đi vô sớm đi. Chút chưa em vô. Ừ đúng không? Ngạnh nó sốc cái sâu. Ngay chỗ trước là cú là thấy nâu nâu chắc chép. Ai đi Phú? Dụ má bắt kẹt phải đi sớm điệt mẹ có lỗ cặt anh Hảo chắc mai 5:30 có mặt chỗ rồi. Hảo thì to anh Thục. Chí trở lên. Cầm nó là quýnh là cũng không có ngồi có nhỏ đâu nha. Tâm phim mình nè, như một lỗ một chỗ. Trên trung trí về luôn hả? Không, bỏ trên luôn. Trên trí về cũng thôi. Mới qua được vậy bắt hang cha có anh Trung về. Dò kè đụ nó đạp dò bảo hiểm dò không hồi đụ mẹ nó chạy cái không dở dò đụ mẹ biểu sao thẻo thẻo yếu đụ má chép ấy chép cặt chép nó về cho chó mẹ chép mà 2 chấm mà quýnh đồ này quýnh nấu đấu đâu quýnh cái học nổi lên luôn chứ ở chuyện chép dưới nước chết lên chết lâm sàng đấy nếu ốc lên rồi mẹ quýnh đuôi gì còn là mẹ đuôi coi coi. Để quay lại cho ông Tùng. Tùng ơi Tùng, dây bị nổ. Ờ thẻo vô vậy nổ chắc.